Chào anh Bảo. Ồ, chào các bạn. Hôm nay là mình lên bô cho cái SH của Idol Vinh Phan. Đây. Bô này Game Speed của Thái Lan. Nó xài tới 2 ống tiêu nè anh em. Cái này là dành cho xe độ tự do nè. Còn anh em mà xe zin á thì mình gắn ống tiêu vô. Nó có đẩy luôn. Để nó hãm lại anh em mới chạy có hậu được, xe zin mới chạy nổi nha. Hai ống tiêu á. Rồi. Cái vô nè. Lò xo. Hai lò xo luôn. Rồi, đây cổng vô. Bô này mình gắn vô đi nó có bị hợp không anh Bảo? Không, mình gắn mình canh nồi đúng rồi, nó ngon. Bô này là làm sẵn có cảm biến luôn nha. Tại vì thấy giải thác Việt Nam mà đời từ 2010 tới 2022 là phải gắn cái này vô. Cái cảm biến nó phải gắn để nó cái xe nó chạy nó không bị hợp. Rồi, giờ mình chuẩn bị gắn nè.